Good Good morning, morning, teacher. teacher. How are you? I'm good. I'm good. How are you? I'm fine, thank you. Yeah. Rồi, sẽ bảo cái một mở cam nào. I'm done the writing. Good job. What did you write? So let's read. What did you write? Wait. I never play soccer on the weekends. I sometimes listen to music. I always read my books. Okay. You ask every time. Example, I sometimes listen to the music on Sundays. Oh. Or I sometimes listen to music in my free time. You ask some efforts of time on Sundays, on Mondays, on the weekends. Okay, understand? Okay. Yên Dũng, how about you? Now read three sentences. Anh Thịnh Chu Minh mở cam đây nào. I often play computer game. I always read books on week. I always listen to music on week. On the weekends, not on week. On the weekends. Nó nghe trong tuần mà cô. Chúng ta không có nghe mà quyết tuần cô. Trong tuần thì con nói là every day. Yeah. Hay là every week. Every week chứ không có on week. Con dùng every week là mỗi tuần nào cũng nghe là trong tuần đó. 2 3 4 5 6 7 chủ nhật. Không thôi là nếu con nghe mỗi tuần như vậy, mỗi ngày vậy thì con nói là every day. Hiểu không? Every day. Còn thêm cái trạng từ chỉ thời gian vào thứ mấy, nói xuống nhiều nha, ví dụ vào những ngày thứ hai on Mondays, hay là vào những ngày cuối tuần on the weekends, vân vân, thêm vào cho nó rõ thôi con. Nó, cái câu mình nó rất là rõ nghĩa. Con sửa lại đi, con không có dùng on week nha, con dùng every week hay là every day. Ok. Now who wants to read your homework? Who wants to read your homework? Bạn nào muốn đọc nữa nè? Bạn nào đọc bài cái bài writing mà cô dạy viết có 3 câu đó về chỉ mức độ thường xuyên mình làm một cái việc gì đó vào ngày nào đó. Các bạn em có làm bài hả ta? Bài đó nửa vào học thì cô kiểm soát sao nha. Tại vì cái đó là viết về mình thôi, chỉ có 3 câu rất là ngắn. Vậy đó cô không có đưa lên shop cho con đó, con không có chấm điểm đó. Con tự viết 3 câu rất là đơn giản phải không? Ai xong cái chuyện từ chỉ cần xuất tới cái động từ chỉ hành động, người viết ngày vào mình làm cái hành động đó vào ngày nào. Ok. Rồi không có bạn nào giơ tay nữa thì thôi nha. Teacher, we have two friends raise hand. Gia Mỹ and Bảo Anh. À, Bảo Anh, please. Yeah. I sometimes like computer games after do homework. I always listen to After doing. Nè, gần lại con sửa. After doing my homework. Thêm chữ in vào, tại vì after mà phía sau after mà có động từ, cái động từ đó còn phải viết thêm in vào. À, con sửa ra đi. Rồi, đọc tiếp câu thứ hai. Yeah, I always listen to music to relax. Good. I rarely
play in soccer after school. I rarely play, not playing. I rarely play. Chứ đâu có playing con. I rarely play soccer after school. Good. Vậy là con sửa là hai lỗi nha. Sau after câu 1 là động từ do, con phải thêm in. After doing my homework. Câu số 3 là I rarely play. Chứ không có playing nha con. Thì hiện tại đơn là không có thêm in. Rồi, ra Mỹ please. I always ride a bike on Friday. I on Fridays. Fridays. I sometimes play with hook on Monday. I play? Usually... Number two. I sometimes play. Play. I sometimes play with hook. Play sao read book được con? Đọc sách thì bỏ chữ play đi con. I sometimes read books. Bỏ chữ play. I sometimes read book on Monday. À. I listen to music on Saturday. Rồi những cái thứ đó, ví dụ on Monday, on Saturday có phải thêm S vào. Có nghĩa mình nói về cái chuyện mình làm thường xuyên như vậy thì thứ trong tuần đó, ví dụ thứ hai ngày nào con cũng làm hành động đó thì con thêm S vào là những ngày thứ hai, những ngày thứ bảy nha em ra Mỹ. Yeah. Ok. That's all. Giỏi quá, lớp mình là có 4 bạn. À, 4 bạn rất là giỏi luôn. Các bạn kia chắc có lẽ là có làm mà không dám giơ tay phải không? Sai sai thì thôi đó, cô sửa lại cho biết cái lỗi sai của mình, lúc sau này mình biết câu mình không lặp lại những lỗi sai đó, đâu có gì đâu. Ok, good job. Right now today we continue unit for lesson 2. Lesson 2. Yes. Now open your student book. Student book. Sorry, 33. Lesson 2. Page 33. Rồi, hôm nay con học tiếp Unit 4, bài số 4, Festivals and Free Time, mà lesson 2 là đơn vị số 2. Rồi, hôm nay con học 6 cái từ mới, mà phải là, không phải là từ, nó là cụm từ. Chú ý nha, những cái từ này nó rất là dài. Rồi nè, now look at your book, or look at my screen. How many pictures can you see on the screen? How many pictures? Có bao nhiêu tranh nè? Con đếm nữa coi nè. Tập trung học cho con nha. Hello. How many pictures? Now, turn up your voice. How many pictures? Con đếm cho con có mấy tranh vậy? Cô là 6 tranh. 6 thì tiếng Anh nói sao con? 6 pictures. Ready? 6 pictures. 6 pictures. Ok, đã 6 tranh. Rồi chúng ta có 6 cái từ vựng bên đây. Thì những cái từ vựng này gọi là festival activities. Đây là những hoạt động của một cái lễ hội nào đó. À, bây giờ con thử. Cô chưa có dạy nghĩa bằng tiếng Việt nha, con thử ghép cho cô thử cái nè. Con nhìn hình con đó, con ghép cho cô nha. Rồi cô nói sơ qua nha. Number 1, music performance là
music performance. Là number one nè, bên đây ta ghép qua đây rồi nè, nè thấy chưa? Music performance là màn trình diễn âm nhạc, màn trình diễn âm nhạc hả? Rồi food store đó nữa coi, food store là gì nè? Who can? Nhưng food mà... store me food store. Oh no, raise your hand, raise your hand, raise your hand. They will call you. Online food store. Food store. Food. Bon. Theo em nghĩ là cái hình F đó cô. Picture. F. F. Yeah, picture F. Đây. Bạn nói là cái hình F nha, cô ghép bên này nè, F nè. Oh, yes, very good. Food store là những cái quầy bán thức ăn đó. Những cái quầy mà mình đến đó mình mua, mình chỉ cần được đứng ăn thôi chứ đâu có ghế ngồi. Hiểu chưa? Thường thường mình đi hội chợ rồi đó. Nói những cái quầy bán thức ăn. Rồi, very good. Đón giỏi quá. Fashion show, number 3. Fashion show. No, fashion show. Cô mời. Còn cứ giơ tay phát biểu đi, đón sai thôi. Yến on. Fashion show. Cô nghĩ là bức tranh bi. Picture bi. À, chưa đọc xin. Picture bi. Good. Fashion show nè. Fashion show là bạn đón là picture bi. Yes, fashion show là buổi biểu diễn thời trang. Hôm nay là những cô model nè, những con người mẫu nè. Good job. Number 4. Puppet show. Puppet show. Puppet show nè, bạn nào đón rồi. Puppet show. Who can? Ông on, please. Puppet. Dạ, câu puppet show là câu hình ảnh number C. Picture C. Yeah, picture C. Very good. Đó là múa rối. Phải không? Cái đó là những cái con rối. Phía sau tấm màn á, phía sau cái bức màn á, là có người. Nên là mấy con rối được treo với sợi dây và người ta sẽ điều khiển những con rối đó. Yeah. Rồi. Turk of war. Turk of war. Suy nghĩ cái turn of war là gì nè. Ok, khắc lễ, please. Turn of war. Đó thôi coi. Picture E. Yes, picture E là trò chơi kéo co. Vâng, kéo co hai đội hai bên. Vâng, xong rồi đội nào kéo qua cái vạch là đội đó thắng. Vâng, turn of war. Rồi, tranh cuối cùng. Talent show. Talent show là bức tranh còn lại phải không? Là picture D. Được chưa? Yes. Mà talent show là gì? Con đoán coi. Talent show là gì? Picture D là gì? Yep. Cái đó có nghĩa là gì? Mình nhìn cái hình dáng đó là gì? Là talent show là gì nè? Chị Dũng. Tiến Dũng. Dạ. Yeah. Dạ thưa cô, là talent show tức là buổi biểu diễn tài năng. Đúng rồi, buổi biểu diễn tài năng. Giỏi quá. Các con hay coi mấy cái gọi là những buổi biểu diễn tài năng talent show của Mỹ nè. Việt Nam thì cũng thấy ít lắm. Cũng có nữa, cũng có dành cho children đó. Bạn nào có năng khiếu gì thì là sẽ biểu diễn, phải không? Sau đó sẽ được khán giả bình chọn. Ok, very good. Yes. Rồi, cái đó là hôm nay các con sẽ học là 6 cái festival activity á, những hoạt động mà trong lễ hội thường là ở nước ngoài người ta sẽ tổ chức những hoạt động này nè. Rồi giờ các con lấy tập ra nha, con viết bài với cô nha. Từ mới vào nè.
Stand là đứng đó con, stand up á. Con nè. Stand là của cái chữ stand up đó con, hiểu không? Còn footstone nữa, footstone á. Footstone cũng là cái quầy bán ăn nữa. Rồi fashion show là biểu diễn, buổi biểu diễn thời trang. Yes, fashion là thời trang. Một đống một chữ. Viết bài giùm cô đi, hôm nay tới mười mấy tờ nào viết bài nè. Em sợ. Puppet show là buổi biểu diễn con rối. À, buổi biểu diễn con rối. Minh Lộc ơi, tắt mic đi Minh Lộc. Buổi biểu diễn con rối. Việt Nam mình là nổi tiếng với múa rối nước á. Water puppet show rất là nổi tiếng trên thế giới luôn. Thế giới không không có có nước nào mà làm được luôn á. Đa số là Việt Nam là đi thi là thành tích luôn. Talent show. Buổi biểu diễn tài năng. Ừ. Show là buổi biểu diễn, màn trình diễn rồi đó. Bạn nào có năng khiếu đàn, năng khiếu hát hay là một cái năng khiếu gì đó đặc biệt không? Mình sẽ đăng ký Third of War. It means kéo co. Yeah. Rồi kéo co. Là danh từ nha, danh từ không được sử dụng nó như một động từ như con. Đây là danh từ. Rồi. Rồi các con học thêm những cái động từ hôm nay nữa. Để hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi giờ. Ví dụ như mấy giờ thì buổi trình diễn âm nhạc bắt đầu, mấy giờ thì buổi trình diễn âm nhạc kết thúc, hay là mấy giờ thì cái quầy bán thức ăn nó mở cửa, mấy giờ quầy bán thức ăn nó đóng cửa. Đó thì con sẽ học những cái động từ hôm nay. Là động từ start. Start là bắt đầu. Mấy giờ buổi biểu diễn bắt đầu. Start là động từ, có nghĩa là bắt đầu. Hay là mấy giờ lớp học tiếng Anh mới bắt đầu. Thì trái nghĩa với start sẽ là end. Là kết thúc. Bởi vì cái dấu mà bằng mà gạch chéo đó có nghĩa là trái nghĩa nha. Ví dụ con nói là nóng, trái nghĩa với lạnh vậy đó. Đó có là dấu trái nghĩa đó. Bắt đầu. Rồi mấy giờ hôm nay các con mới kết thúc tiết học. Thì cô con kết thúc tiết học hôm nay là 4 tiết đi, là tới 11 giờ. Bắt đầu, kết thúc. Open. Là mấy giờ, ví dụ mấy giờ cửa hàng nó mới mở cửa, mấy giờ nó mới đóng cửa. Chúng ta biết mà chúng ta đi mua đồ phải không? Open là mở. Close là đóng. Đóng. Trái nghĩa là close. Mở cửa, đóng cửa. Rồi, một động từ nữa là động từ leave. Mà hôm nay phải học là leave, tức là rời khỏi. Ví dụ, nói về những cái chuyến xe đó. Ví dụ, có con đi học bằng xe buýt đi. Mấy giờ xe buýt mới rời khỏi? Mới rời khỏi vậy? Mấy giờ? Nha. Leave là rời khỏi. Mấy giờ xe lửa mới rời khỏi? Rời đi đó. Đi đó.
rời khỏi. What time? What time? Rồi, hôm nay là học câu hỏi nha. Câu hỏi what time? What time cũng là mấy giờ? Mấy giờ? Mấy giờ? Mấy giờ thì buổi biểu diễn bắt đầu, mấy giờ buổi biểu diễn kết thúc? Đó. Rồi hôm nay chúng ta có 12 từ. What time is it? Time is it là hỏi về giờ, còn hôm nay chúng ta hỏi về giờ của một hoạt động nào đó. I'm done. I will wait my friends. Wow. Xuống câu 12 đi cô, không thấy cô. Yes, yes. Cô đếm tới 20 các con phải viết xong nha. 1 2 3 Con xong rồi cô. Bạn nào xong thì chờ bạn nè. Không có mở mic nữa nha, để cho các bạn viết nha, có không? Cho các bạn tập trung viết. 5 6 Quang Anh ơi, con viết xong chưa mà cô thấy con quay qua quay lại vậy? 7 Quang Anh. 8 Trần. 10 Okay, finish. Borden finished. Con xong rồi hả Borden? Yeah, con xong rồi cô. Xong rồi, nhìn lại tập của chúng ta đi. Nhìn lại, nhìn những cái từ đó đi. Đọc qua đi con. Để Trúc làm bài tập. Bạn nào xong rồi đọc lại 12 từ mà chúng ta đang vừa viết đó. Fail.
Thái Bình ơi, con xong chưa? Dạ, hôm cô là rồi. Good. 14. Hoàng Thịnh ơi, mở cam nha Hoàng Thịnh. 16. Twenty. Twenty. Okay, now listen and repeat. Bảo Anh, Quỳnh Anh, Gia Bảo, Nguyễn Gia Bảo, Lý Hoành Đạt, Bội Đình, Mỹ Du, Tiến Dũng, Trí Dũng, Thanh Hải, Quốc Khánh. Rồi các con mở mic lên đọc bài với cô nha. The listen and repeat. Festival. Festival activities. Music performance. Tận cùng là chữ cờ E thì các con cũng phải phát âm S luôn nha. Performance. Food stand. Okay, thank you. Mời Khánh Linh, Chu Minh, Yến Oanh, Công Tâm, Mai Thảo, Hoàng Thịnh, Ngọc Thủy, Khánh Trân, Thanh Vân, Anh Khoa. Rồi. Now listen and repeat. Cô có mời Hoàng Thịnh, sao con không mở mic Hoàng Thịnh? Festival. Activities. Music. Performance. Food stand. Fashion show. Puppet show. Talent show. Tug of war.
Không. Start. End. Open. Close. Leave. What time? What time? Okay, thank you. Cô mời Tấn Trọng, Hồng Ân, Bắc Lễ, Thái Bình, Duy Hưng, Đăng Khoa, Bảo Ngọc, Trường Khánh, Khánh Trinh, Học Minh. Now listen and repeat. Festival. Festival. Activity. Activity. Activities. Activities. Music. Music. Performance. Performance. Food stand. Food stand. Fashion show. Fashion show. Puppet show. Puppet show. Talent show. Talent show. Nào đọc tiếp nè. Tour of war. Start. End. Open. Open. Close. Leave. What time? What time? Okay, thank you. Cô mời Gia Khang, Quang Anh, Việt Thành, Vũ Phong, Trần Gia Bảo, Bảo Nhi, Anh Quân, Phương Thảo, Gia Mỹ, Minh Lộc. Now listen and repeat. Festival. Festival. Activity. Activity. Activities. Activities. Music. Music. Performance. Performance. Food stand. Food stand. Fashion show. Puppet show. Talent show. Talent show. Upward. Start. End. Open. Open. Close. Close. Leave. Leave. What time? What time? Okay. Cô mời Trí Dũng đọc bài cho cô nghe nào. Trí Dũng. Yes. Trí Dũng, please. Festival. Activity. Activities. Music performance. Food stand, fashion show, puppet show, talent show, talk of war, door and open, close, leave. What time? Good job. Very good. Cô mời Quang Anh. Quang Anh, Quang Anh ơi, mở mic đi con. Đọc đi con. Đọc đi con. Festival.
To lên. Activity. Activity. Cái từ phía sau là phát sóng âm xuống nhiều chứ. Activities. Được không? Giờ cắn răng lại xì ra. Activities. Music. Performance. Performance. Cái đường truyền sao á, đọc cô nghe tiếng có tiếng không á con ơi. Footstep. Footstep. Fashion. Fashion show. Puppet show. Talent show. Yes. Third of war. Third of war. Star. And open. Russian. Close. Close. Lift. Deep. Left hand. Good. Good job. Ok, hôm nay các con tự đọc bài nha. Ở nhà vừa học vừa đọc, vừa học vừa đọc. Rồi ghi chú lại, từ nào đọc không được thì hôm sau hỏi cô nha. Được chưa? Ok. Rồi, bây giờ các con qua phần ngữ pháp nè. Đừng có viết nha, nghe cô giảng bài đó nha. Cái phần ngữ pháp nè. Hỏi đáp về giờ của một hoạt động nào đó. Rồi cô ví dụ như mấy giờ buổi biểu diễn múa rối mới bắt đầu rồi nè. Là mấy giờ nó mới kết thúc vậy mẹ? Hay là mấy giờ buổi rồi biểu diễn âm nhạc bắt đầu vậy ta? Đó, con hỏi mấy giờ thì con sẽ đặt câu hỏi là what time? Nha, what time? Vân vân. Ba chấm nè, what time là câu hỏi về giờ ấy nha. Rồi, bây giờ ví dụ nè, now look at the teacher. Wow. Now what show is it? What show is it? What show is it? Đây là buổi giờ biểu diễn gì vậy ta? Bảo Nhi, what show is it? Bảo Nhi. Em cô là múa rối á. Múa rối. Múa rối tiếng Anh đọc sao nè? Puppet show. Đọc theo cô đi. Puppet show. Puppet show. Vậy giờ con muốn hỏi là mấy giờ buổi biểu diễn múa rối bắt đầu? Mấy giờ buổi biểu diễn múa rối bắt đầu thì con sẽ đặt câu hỏi như thế này nè. Để con nhìn qua bên đây cho cô ghi nè. Muốn hỏi mấy giờ thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi đầu tiên là ghi chữ what time nhờ. Thấy chưa? What time. Nha. Xong cái trợ động từ nha. Do hoặc là does. Ở chỗ này có một buổi biểu diễn múa rối thôi, do đó chúng ta dùng trợ động từ rơi vì cái chữ puppet show nè, the puppet show là danh từ số ít. Một buổi biểu diễn thì có dùng trợ động từ does như chỗ này. What time có trợ động từ do hoặc does tùy vào cái chủ từ. Chủ từ của chúng ta ở đây là buổi biểu diễn múa rối, là có một buổi nè, puppet show. Do đó chúng ta dùng trợ động từ does. Xong rồi tới động từ bắt đầu. Bắt đầu là start. Vậy thì câu này là các con sẽ dịch là mấy giờ buổi biểu diễn múa rối bắt đầu. Đó là tiếng Anh, các con phải viết như vậy đó. Đầu tiên phải ghi chữ what time, cái trợ động từ do hoặc does. Mà chúng ta ghi does vì chữ the puppet show là danh từ số ít. Rồi tới động từ start. Đó. Rồi câu trả lời thì làm sao? Thì câu sẽ là nó bắt đầu. Nó ở đây, chữ it ở đây là cô thế cho chữ puppet show trên đây nè. Giờ cô tô cái màu khác thì cho nó dễ. Đó, it ở đây. It ở đây có nghĩa là các con dùng đại từ it, các con thay thế nha. Thay thế thay vì các con phải nói là the puppet show thì các con không dùng chữ the puppet show. Con thấy nguyên cụm từ này bằng một đại từ là it là nó. Vậy nếu đó là một cái danh từ số ít nói về vật ha, nói về một cái sự kiện nào đó, thì khi trả lời các con dùng it. Vậy các con thế, con không cần phải ghi lại là the puppet show, nó dài lắm. Chúng ta thế bằng một đại từ là it. Được chưa? Đó. Rồi star, nè, star là bắt đầu, là động từ đem xuống đây. Nhưng mà chủ từ là it thì động từ phải thêm gì con? Thêm s. Gì? Thêm s cho chỗ này nè. Oh yes. Thấy chưa? Chủ từ là it thì động từ phải thêm s như chỗ này. Nghe cô giảng bài nha, để
để viết và cách viết câu cho đúng nha. Đà, vì chủ từ là ít nên động từ chúng ta phải thêm s vô chỗ này. Rồi. Yeah. Mấy giờ thì con trả lời giờ vào, ví dụ 9 giờ. Đó, 9 giờ. Chị 9 giờ. Nhưng mà bây giờ 9 giờ AM. AM có nghĩa là 9 giờ sáng nha. Yes. Buổi sáng thì dùng chữ AM, chiều với tối dùng chữ PM. Rồi con nhớ trước giờ là con phải dùng thêm giới từ at. Đó, bắt đầu lúc đó 9 giờ. Trước giờ nha, con phải dùng thêm giới từ at. Đó về câu này có nghĩa là mấy giờ buổi biểu diễn muốn nó bắt đầu. Nó bắt đầu lúc 9 giờ. Vậy trong câu hỏi này con phải ghi nhớ là muốn đặt câu hỏi what time thì what time phải cộng cho trò động từ do hoặc là does, rồi tới danh từ, rồi tới động từ. À, câu trả lời nếu danh từ số ít thì thêm bằng it, rồi động từ phải chia động từ là thêm s hoặc is nha, rồi cộng cho thời gian, mà trước cái thời gian phải cùng phải thêm giới từ at vào. Chữ at nghĩa là lúc đó, lúc. Tương tự như vậy nè, câu hỏi là mấy giờ thì nó mới kết thúc, mấy giờ thì nó mới kết thúc. Nó như là buổi biểu diễn đây nè, thì con sẽ đặt câu hỏi sao? What time does it end? Phải không? Nè. What time does it end? Chỗ này là tại vì mình đã nhắc đến cái buổi này rồi. Còn không á, thì mình phải ghi là what time does the puppet show nha. What time does it end? Nó mấy giờ kết thúc? Bây giờ con trả lời là it ends, thấy không? It thì động từ ends phải thêm gì? Thêm gì? Thêm gì chỗ này? S. À, thêm s, động từ end phải thêm s vô nè. It ends tại vì chủ từ là gì con? It. Chủ từ số ít. À, chủ từ số ít thì động từ phải thêm s vô nha. Dạ, con thấy cái này nó giống như là hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn chứ gì nữa. It ends rồi nè, lúc 10 giờ sáng, 9 giờ bắt đầu, 10 giờ rưỡi kết thúc rồi. It ends at, nhớ thêm giới từ at vào trước giờ nha. 10:30 a.m. Rồi. Vậy thì câu hỏi what time có hai phần. Thứ nhất là muốn đặt câu hỏi thì dùng what time cộng với trò động từ do does. Rồi. Tùy vào chủ từ số ít số nhiều mà chọn từ cho đúng. Và câu trả lời nếu chủ từ là it thì động từ không phải thêm s vào nha. Rồi trước giờ dùng giới từ at. Đó, bây giờ con tương tự như vậy nha. Con hỏi cho cô cái tranh số 2 nè. Tranh số 2 nè. Con thấy có nào? What can you see in the picture? What can you see in the picture? Phần đạt. I can see lots of the food stand. 1, 2, 3. Hoàng Thịnh, Vũ Phong ở cam con. Nhất cũng có 3 cái food stand phong con. 3 cái quầy bán ăn luôn. 1, 2, 3 là rất là nhiều. Nhiều rồi phải không? Đó, yes. Vậy tranh đầu là có 1 buổi biểu diễn thôi. 1 buổi biểu diễn. Còn tranh thứ 2 là tới 3 quầy bán thức ăn nè. Đó, nhìn thấy ba luôn, ba bốn gì đằng kia nữa kìa. Đó, 1, 2, 3. Những quầy bán thức ăn nè. Vậy thì con hỏi là mấy giờ những quầy bán thức ăn này mới mở cửa, mở cửa bán hàng đó. Thì mấy giờ là con đặt câu hỏi cái gì? What time. Hiểu chưa? Rồi cô nói what time phải có chọn từ do days. Nhưng mà the food stands half s. Bây giờ là có 3 quầy bán thức ăn rồi, vậy là chỗ này là chủ từ chúng ta là số nhiều. Do đó chúng ta phải dùng trợ động từ là do. Do. Hiểu không? Không có does nữa, vì chỗ này số nhiều nè. Rồi, để thêm động từ open nha. Đó, mấy giờ những quầy bán thức ăn này mở cửa? Thì những quầy bán thức ăn là một cái danh từ số nhiều. Vậy nếu danh từ số nhiều á thì con sẽ thế không thế. Khi trả lời con không dùng it nữa mà con sẽ dùng là day. Chúng, hiểu không? Chúng mở cửa chứ không phải nó mở cửa nữa. Tại vì là số nhiều nè. Con có hiểu chỗ này chưa? Số ít thì thấy bằng it, mà số nhiều có thấy bằng gì? Day. Là tại chỗ này số nhiều nè. Đó, chúng ta thấy bằng day. Chúng
chữ đây này có nghĩa là họ, mà cũng có nghĩa là chúng nữa đó. Đối với con người thì dịch là họ, đối với đồ vật thì dịch là chúng ha. Vậy là chúng ha. Chúng mở cửa, những cái quầy này nè, mở cửa là open, thì ghi chữ open vô. Nhưng mà vì chủ từ là đây nên động từ giữ nguyên. Đúng rồi, không thèm. Rồi, mấy giờ thì phải thêm chữ at cho nè. At 6:30 a.m. lúc 6 giờ sáng. Đó. Yes. Vậy tương tự có hỏi mấy giờ chúng mới đóng cửa. Mấy giờ chúng mới đóng cửa. Thì what time chúng nè, they close. Do they close. They thì dùng chọn từ do rồi, close. Now, what time do they close? Thì trả lời là they close, day chủ từ là day thì close giữ nguyên phải không? At 7 p.m. Rồi, ví dụ này cô cho thêm chữ p.m. nè, nhìn là p.m. có nghĩa là bây giờ là 1 giờ chiều, 2 giờ chiều, 3 giờ chiều, 4 giờ chiều, 5 giờ chiều, 6 giờ, 7 giờ tối, 8 giờ tối, 9 giờ tối, tối luôn, 11 giờ rưỡi tối luôn là người ta dùng p.m. nha. PM là chiều với tối, còn AM là buổi sáng, nghe chưa? Hiểu chưa? Yeah. Rồi. Vậy là 12 giờ. Vậy tương tự như vậy, con hỏi câu số 3 cho cô nha. Mấy giờ xe buýt mới rời khỏi vậy? Xe buýt của trường học mới rời khỏi vậy ta? Mấy giờ xe buýt mới rời khỏi? Ví dụ là xe buýt nha, chiều mà mấy con đi học, còn xe buýt của trường đưa đón đó là 4 giờ rưỡi là mấy con phải từ trường lớp mấy con chạy ra lên xe buýt mấy con ngồi rồi để xe buýt đưa con về nhà. Mà mấy con 5 giờ mấy con ra là rồi xe chạy mất tiêu rồi đó. Do đó mình quên cái giờ mà xe của trường rời khỏi trường thì đó. Bạn mấy giờ xe nó mới rời khỏi trường vậy? Đó. Thì mình hỏi sao? Hả? Hỏi sao? What time? Rồi gì nữa? The school bus. School bus này cô nhìn thấy có một chiếc xe không? Một chiếc xe biết thôi. Phải không? Thì câu hỏi là what time does the school bus leave? Mấy giờ xe buýt của trường mới rời khỏi vậy? Thì con the school bus là một chiếc xe phải không? Danh từ số ít. Thì khi con trả lời thấy ít ở đây, thấy bằng ít ở đây. It nó rời khỏi. Nó rời khỏi, phải không? It nè. Có một chiếc một à. Đó, rời khỏi thì động từ leave này con phải thêm gì? S. À thêm S vào phải chia động từ chủ từ là it. Thì động từ phải thêm yes. S và hoặc thêm ES thôi. Đó. Phải chia động từ. Đó. It is. This. Rồi, giờ mấy giờ? Mấy giờ rời khỏi thường thường là xe buýt của trường sẽ rời khỏi lúc hình như là 4 giờ rưỡi đó. 5 giờ đi, 5 giờ chiều thì nó làm sao? 5:00 p.m. No, không có o'clock, không có o'clock nha. 5 p.m. không được nói o'clock. 5 p.m. tức là khi mình đã nói 5 p.m. hay a.m. thì mình không được o'clock nữa. Không có o'clock gì hết á. Ha, có p.m. a.m. rồi không có o'clock gì hết. Chừng nào không có p.m. a.m. thì mới thêm o'clock vô. Rồi. Đó. Rồi hiểu chưa? Yes. Rồi đó là cái cách hỏi đáp về giờ của một cái hoạt động nào đó. Ha. Nếu trong câu hỏi what time mà danh từ số ít thì dùng trọn từ days. Hiểu không? Trong hỏi what time mà chủ từ số nhiều thì dùng trọn động từ gì? Do. Rồi câu trả lời mình sẽ tới thế tên cái hoạt động đó bằng it hoặc là day. Tên hoạt động số ít thì thế bằng it thì động từ phải thêm s. Tên hoạt động số nhiều thì thế bằng day thì động từ giữ nguyên. Rồi nhớ câu hỏi what time thì cuối câu phải trả lời là at cộng cho giờ rồi thêm am hoặc thêm pm vào cho nó rõ nghĩa coi là sáng hay là chiều hay là tối nghe chưa? AM là sáng, PM là chiều tối. Rồi hiểu chưa? Rồi ghi không có vẽ hình mà ghi ba cái ví dụ này vô cho cô. Rồi con ghi bài tập cho cô đi. Rồi khi con làm bài tập để con sẽ hiểu thêm nữa ha. Đây là cái phần lý thuyết thôi, các con chưa có hiểu lắm. Mới hiểu khoảng 50% thôi à. Rồi các con ghi vô tập tiếp nè. Can grammar nè. Time. Ghi hết đây vào giùm cô đi. Hỏi đáp về giờ của một hoạt động. What time, mấy giờ, ghi lại lần nữa cho nhớ. Hỏi đáp về giờ của một hoạt động nào đó. Bây giờ cô đọc tới đâu con ghi đó nha. Còn ghi không kịp thì thôi. Không có bài học luôn nè. Không có bài học là không có biết đường làm bài tập luôn đó. Tập trung vào ghi bài giùm cô nè.
khỏi đáp về giờ. À, chị thấy mình có phải cái bún với đó là con gà là cái hình dáng như thế. Rồi, cho nên học đi. What time? Ba chấm chấm hỏi có nghĩa là mấy giờ? Mấy giờ? Trần Gia Bảo, cô không thấy con viết bài vậy con? Con viết bài đi. Tiếp nè. Cho con không có vẽ hình được ha, thì con sẽ ghi thôi. Cho con ghi ví dụ đi. Ví dụ số 1. Ghi số 1 cho cô. Bạn nào có bút highlight thì cứ tô nha, còn không thì gạch dưới. Gạch dưới thôi cũng được, gạch dưới. Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, đánh dấu mũi tên này giống như cô đó. Còn có bút khác màu thì cứ ghi chú nè. À. Câu 1. What time does the puppet show start? It starts at 9 a.m. Chấm. Thêm dấu chấm của câu nữa. A.M. là giữa chữ A với em có dấu chấm nha. Rồi tại vì cuối câu mình thêm dấu chấm câu thôi. A.M. là phải có dấu chấm ở giữa nha. Con gạch chứa chữ the puppet show, con đánh cái mũi tên qua là chữ it á, là thế bằng đại chữ it á. Rồi ghi ví dụ số 1 vô. Câu hỏi này có hai dạng nha, một dạng là danh từ số ít thì dùng trộn từ does nè, dạng là danh từ số nhiều thì dùng trộn từ là do. Câu trả lời cũng vậy, danh từ số ít thì thế bằng it nha, danh từ số ít mà nói về vật nha thế bằng it, còn nói về con người thì he với she rồi phải không? Hôm nay nè bạn trình diễn mà nói về vật, đồ vật, sự kiện rồi đó thì thế bằng it. Đánh dấu mũi tên gì nè con? Nè, cho rõ. Và what time does it end? Bây giờ nó mới kết thúc. It, con dịch trong tiếng Anh là nó là thế cho vật, con vật, sự kiện mà là số ít thì dùng it. It ends. Để con ghi sao thành đó rồi cô. Rồi, từ từ con. Để con xin lại các bạn. Từ 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 từ. Ghi chú vào mũi tên rồi chưa? Gạch dưới chưa? Dạ con highlight tùm lum trong này luôn á cô. Highlight gạch dưới cho rõ ràng nha. Ok, I underline. You use our, dùng mũi tên rồi vô. Rồi tiếp nha. Yeah, ví dụ số 2 là số nhiều. Số nhiều. What time do the food stands open? Ví dụ số 2 là số nhiều. Số nhiều thì động từ giữ nguyên, không cần phải thêm s gì hết. What time do the food stands, open? Số nhiều. Vật, đồ vật, con vật, sự kiện mà số nhiều thì thế bằng day. Và chúng à, chúng nó. Con người dịch là họ nha, nhưng mà đồ vật, con vật, sự kiện dịch là chúng nó. Sao con? Kéo lên đi cô. Chưa viết xong hả? Viết nhanh lên. Câu nó ngắn mà các con, nhanh chút nè. Yeah, it's short. Finish, I finish.
Thanh Vân, cô có biết bài không Thanh Vân? Bạn nào không biết bài khi trở lại trường cô coi tập thì không được vào lớp học nha, ngồi ở ngoài sân mà viết bài cho xong rồi mới vào lớp nha. Viết cho đầy đủ vào nha, rồi nộp tập để cô chấm điểm luôn ha. Rồi tiếp nè. What time do the food stands? Food stands. Số nhiều thấy bằng đây nè, khi trả lời. Khi trả lời con đừng có lấy nguyên cái cụm từ dài như này con trả lời nha. Bắt buộc con phải thế bằng đại từ nha. Thì mấy giờ mở cửa thì nó day open ha, mở cửa. Nhớ trước giờ dùng với từ at và thêm am, pm cho nó rõ rẽ vào. Thanh Vân ơi, con chỉnh cái cam xịt xuống con. Các con nhớ gạch dưới nha. Gạch dưới. Ngọc ơi, đừng có chơi đồ chơi nè con. Viết bài đi con. Giữa AM với PM con viết thêm một cái dấu chấm nha. Rồi cuối câu viết dấu chấm câu cái nữa nè. Cuối câu viết dấu chấm câu. Nó bị điên đấy bà. Cái gì vậy? Bảo Nhi tắt cam, tắt mic cho Bảo Nhi. Rồi tiếp nè. Cuối cùng, tranh cuối cùng là hỏi về xe. Xe buýt, xe lửa thì cũng vậy. Nè, xe buýt, xe lửa. What time during the school bus leave? It leaves at 5 p.m. Bài ghi số 3 cho cô. Yeah. I'm done. Me too. Yeah. Me too. I finished. Good. Rồi bạn nào xong thì lấy sách student book đó, làm bài trong sách đó đi con. Page 33, 34, 35. Cô dạy cho con từng vựng với ngữ pháp trước để con có thể áp dụng, con tự làm bài đi. Yeah. Can I do reading? No. You can do if you understand. Con trang 33 thôi. Page 33 thôi. Chị mà xong thì con giơ tay đúng không cô? Mình chăm cô để mình... Rồi còn bạn nào chưa ghi xong ví dụ số 2 không? Thanh Vân ơi, con ghi xong bài luôn hả con? Thanh Vân
Vân Vân ghi xong ba ví dụ chưa? Dạ, con biết câu ít biết của cô. Rồi con biết, biết đi. Bội Đình, Trường Khánh, chỉnh cái cam xuống con. Quốc Khánh, con viết xong bài chưa? Con không nghe, con nói to lên. Dạ rồi. Ok, good. Lúc trước cô thấy Quốc Khánh viết chậm lắm đó nha, bây giờ Quốc Khánh viết nhanh ghê chưa? Các bạn kia viết nhanh lên nè. Performance. Yes, đăng phóa. Cô về rồi cô nó cầm ra đây. Dạ cô. So, picture show. Con đọc đi. Picture show là tên gì nè? Food. Food. Ten. Ok. Food. Đúng rồi. Ngọc Thủy. Three. Ngọc Thủy. Fashion show. Fashion show, yes. Việt Thành. Four. Giờ thì cô là xuất sắc show. Good. One. Five. Number five is top of war. Good. Six. Trần Gia Bảo. Six. Trần Gia Bảo ơi. Gia Bảo mới ra cô, mới bị out ra. Rồi. Thanh Hải, six. Thanh Hải. Dạ. Yeah. Six. Cái hình này tên gì nè? Six. Thanh Hải ơi, lẹ lên Thanh Hải ơi. Thanh Hải. Dạ. Sao dạ hồi vậy, nó mới xếp còn có một từ con ghép qua không được luôn hả? Dạ. Con chưa hiểu con hỏi con cái gì luôn phải không? Tranh thứ 6 nè, nhìn lên tranh thứ 6 nè, tranh thứ 6 này là tên gì? Food stand hay là puppet show hay là gì? Talent show. Talent show. Con không chú ý học nha. Con thấy từ giờ cô gọi năm bạn không bạn, các bạn trả lời liền luôn á. Tới con là tranh cuối cùng, cái từ cuối cùng mà con nín thinh nè. Con chú ý học nha. Gia Bảo, cơ sở 1 chỉnh cam thì xuống con. Rồi. Trong cái phía dưới tranh này con học hai cái tính từ để mô tả những hoạt động nè. Nè, là tính từ là fun. Vui nè. Có tính từ gì nữa? Boring. Là gì? Chán. Chán. Nhàm chán quá. Ví dụ mình nói I think. Tôi nghĩ rằng I think. Dance performances. Đây nè, số nhiều nha. Những buổi biểu diễn nè. Performances. Những buổi biểu diễn mà khiêu vũ á, dance are fun thì vui lắm. Hay là mình đi coi múa rối, mình con hồng chém chết vậy, mình nói là I think puppet shows are boring. Đó. Ví dụ vậy đó. Cái nào mình thích thì mình nói là fun, vui. Cái nào mình cảm thấy chán thì mình nói cái màn trình diễn đó thì boring. Đó, cái đó là đây là trong văn nói thôi. Những cái câu này là dạy các con như sử dụng trong văn nói thôi, speaking đó. Rồi. Tiếp nha. Mình rồi, đọc qua tới bài kế tiếp nè. Under the writing. Ok. Đây là phần reading đó. Đây là phần reading nè. Đọc cái tin nhắn nè. Đọc tin nhắn của các bạn này nè. Và answer the question, và trả lời câu hỏi.
về một cái là church war, về một cái hoạt động là chị kêu cò trong cái lễ hội này. Con đọc cái này rồi con trả lời câu hỏi nha. Rồi cái bài này thì các con để đó đi, con sẽ không làm liền bây giờ đâu. Dạ, yeah, các con chờ lại đó đi. Các con sẽ làm cái bài này đơn giản trước nè. Qua cái trang, qua cái trang, qua cái trang cái tiếp nè. Nghe cô giảng xíu nè. Rồi bài học chúng ta hôm nay là hỏi về what time. What time nè. Bạn trai với bạn gái nè. Chuẩn bị đi xem cái gì ta? Talent show. Phải không? Talent show là buổi biểu diễn tài năng. Thế là bạn gái hỏi sao? What time does the talent show start? Đó, mấy giờ biểu diễn tài năng bắt đầu vậy bạn? Thì bạn trai nói sao? It starts. Bây giờ it starts. It thì start thì biết nè. At 4 p.m. 4 giờ. P.M. là 4 giờ chiều. Wow. Ok, ok. À, thế thì what time does it end? À, mấy giờ nó kết thúc vậy bạn? Thì it ends at 6 p.m. À, nó kết thúc lúc 6 giờ. Đó, câu hỏi what time tôi vừa dạy con, nó con hiểu chưa? Rồi, thì chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn trong câu hỏi what time ha, để nói về cái gì? Hỏi về giờ của thật khóa biểu mình học nè, timetable nè. Hỏi về giờ của một cái chương trình nào đó nè. À, nói về giờ giấc của rạp chiếu phim nè. Đó, nói về giờ giấc nhà hàng, ăn uống mấy giờ mở cửa, mấy giờ đóng cửa. Hay là những cái phương tiện công cộng, xe buýt, xe lửa, xe hơi là máy bay gì đó. Ờ, mấy giờ mới rời khỏi, mấy giờ mới đến, mấy giờ mới đi. Đó, chúng ta dùng câu hỏi what time ha, để hỏi về thật khó biểu nè, những cái chương trình nè, à, những cái cửa hàng nè, nói về giờ giấc của những cái nơi đó đó. Thì chúng ta toàn bộ là dùng thì hiện tại đơn ha, để nói về giờ. Hiểu chưa? Mấy giờ mở cửa, mấy giờ kết thúc. Cho dù buổi biểu diễn đó nó chưa xảy ra, dù cuối tuần, dù buổi biểu diễn thời trang vào cuối tuần này nè, đó là thì tương lai nó chưa diễn ra mà, nhưng mà không sử dụng thì tương lai luôn, và phải dùng thì hiện tại đơn. Tại vì sao? Tại vì đó là thực tế, mô tả thực tế là mấy giờ kết thúc. Yes. Chương trình người ta là lên kế hoạch sẵn luôn rồi, mấy giờ kết thúc, mấy giờ mở màn, mấy giờ kết thúc nè. Giống như các con mà đi mua vé xem phim phải không, cuối tuần nãy con xem phim bộ phim Titanic đi, thì khi cái trên cái vé đó là biết có giờ mà chiếu và giờ kết thúc luôn rồi. Thì các con khi các con đặt câu là con phải dùng thì hiện tại đơn thôi. Tuy rằng là cuối tuần mình mới đi xem, còn 7 ngày nữa mới đi xem, nhưng mà cũng phải dùng thì hiện tại đơn để mô tả cái giờ giấc. Tại đó là cái đó là mô tả thực tế. Thực tế là đúng giờ đó nó sẽ mở màn và đúng giờ đó nó sẽ kết thúc. Do đó cứ dùng thì hiện tại đơn. Đó, để nói về thời khó biểu của những chương trình, những bộ phim, rồi nhà hàng ăn uống, mở cửa mấy giờ, những cái phương tiện công cộng. Ví dụ xe buýt trong thành phố chúng ta cũng vậy. Ở mấy giờ xe buýt mới chạy? 5 giờ sáng. Rồi kết thúc là 7 giờ rưỡi tối. Đó, cái chuyện đó chuyện thực tế, mô tả thực tế thì con dùng thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn có nghĩa là khi con viết câu hỏi thì con phải dùng trợ động từ gì? Do does. Câu trả lời thì động từ con phải giữ nguyên hoặc là thêm s. Nếu chủ từ là he, she, it, chủ danh từ sum up thì động từ phải chia động từ là thêm s hoặc là es. Đó là thì hiện tại đơn đó. Rồi vậy giờ các con sẽ áp dụng là bài tập phía dưới này cho cô nha. Rồi làm bài tập phía dưới đây, đó là phần lý thuyết này, cái trang này dạy con lý thuyết nè. Tiếp tục là bài tập phía dưới cho cô nè. Rồi bây giờ đây là 6 câu, 6 câu liên quan tới bức tranh này chứ. Tại vì liên quan tới câu 1 mà không cần nhìn bức tranh đâu con, nhìn vào 6 câu này. Rồi các con á, điền động từ vào câu cho đúng cho cô đi. Điền động từ vào câu cho đúng. Cô ví dụ nha. Câu 1 cho động từ start. Start, phải không? Phải chưa? Thì các con điền sao? Hoặc là động từ giữ nguyên, hoặc là động từ thêm SES. Rồi chú ý nè. Tại sao người ta giữ nguyên, người ta không thêm gì hết trơn vậy? Tại vì đây là câu hỏi.
câu hỏi có trợ động từ rồi. Nè, có trợ động từ rồi. Cái chỗ này nè là trợ động từ rồi. Ok. But be quiet, I'm teaching. Nào, có trợ động từ does rồi thì động từ sẽ giữ. Giữ gì con? Đó. Có trợ động từ does rồi thì chỗ này mình điền động từ giữ nguyên nha không? Hiểu không? Yes. Trong câu hỏi có trợ động từ rồi thì động từ cứ giữ nguyên, không có thêm SES gì trơn á. Rồi giờ câu số 2 nè. Nè, câu số 2 nè, cũng là câu gì? Câu gì? Câu hỏi luôn thấy không? Có dấu chấm hỏi nè. Là câu hỏi có trợ động từ đứng đầu câu rồi nè. Does. Có trợ động từ đứng đầu câu nè, phải không? Vậy thì chữ động từ open là điền vào nè. Thì giữ nguyên hay thêm S? Nguyên. Giữ nguyên, đúng rồi. Đó, hiểu chưa? Hiểu không? Là câu số 3 nè. Là câu với cái dấu chấm là câu câu khẳng định, câu bình thường. Mà chủ từ là gì con? The train. The train. The train là chiếc xe lửa. Danh từ số ít. Danh từ số ít là xe lửa. Leave rồi khỏi lúc 4:45 chiều. Đó, đây là mô tả nè. Leave. Mô tả giờ giấc của xe nè thì dùng thì hiện tại đơn đúng không? Thì điền động từ leave này. Điền sao? Leave thêm gì? Leaves. 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 Đúng rồi, tại vì chủ từ số ít nè. Đó, hiểu chưa? Rồi tương tự vậy con làm câu 4, câu 5, câu 6 cho cô. Cô giảng câu 1, câu 2, câu 3 rồi nha. Nghĩa là câu 1, câu 2 là câu hỏi có trợ động từ does, do, does thì động từ giữ nguyên. Còn câu 3, câu 3 chủ từ số ít nên động từ phải thêm s. Rồi giờ tới câu 4 nè. Câu 4 nè. Cô mời Nguyễn Hoàng Anh Khoa. Câu số 4. Con điền động từ close. Close là đóng cửa vào đây coi. Mấy giờ nhà hàng đóng cửa? Close này giữ nguyên hay thêm S nè? Nguyễn Hoàng Anh Khoa. Giữ nguyên. Tại sao giữ nguyên mà không thêm S? Tại vì nó là câu nghi vấn. Tại vì nó là câu nghi vấn. Có gì con? Có trợ động từ là does. Does rồi thì động từ này giữ nguyên, đúng rồi đó. Có trợ động từ does rồi thì động từ giữ nguyên. Good. Đây là câu nghi vấn nè. Đó, giỏi. Câu số 5. Cô mời Nguyễn Gia Bảo. End là kết thúc. The puppet show. Buổi trình diễn múa rối kết thúc trong 10 phút nữa. Rồi end này giữ nguyên ở thêm S. Nguyễn Gia Bảo. Con nhìn vào chủ từ coi. Dạ cô là thêm S ạ. Ừ. Tại sao? And con phải thêm S. Ends. Tại sao? Tại câu này chủ từ là gì? Con được cô chủ từ là the. The. Chứ không có the. Vậy chứ là the. The. Puppet. Puppet show. À, là danh từ số. Chữ show này đâu có thêm S thôi nè. Chữ show là một cái màn trình diễn thôi. Đây là danh từ số gì? Số ít hay số nhiều? Số ít ạ. Số ít. Đúng rồi, đây là danh từ số ít thì động từ thêm S. Rồi câu cuối cùng nè, mời Quốc Khánh. What time does the bus leave? Mấy giờ xe buýt nó rời khỏi? Quốc Khánh. Leave này giữ nguyên hay thêm S? Nhân cô là giữ nguyên. Tại sao giữ nguyên? Tại sao con lại giữ nguyên? Cách giải thích giống như câu 1, câu 2, câu 4 vậy đó con. Vì đây là câu gì? Câu hỏi. Câu nghi vấn rồi, câu hỏi và có trợ động từ gì? Does. À, có trợ động từ does rồi thì động từ ngay chỗ này con giữ nguyên, con không có thêm. Hiểu không?
Còn câu trả lời á, danh từ số ít thì động từ thêm, còn danh từ số nhiều thì động từ cũng phải giữ nguyên luôn. Vậy là câu 1, câu 2, câu 4, câu 6 là câu hỏi. Có trợ động từ does thì động từ chúng ta sẽ giữ nguyên. Câu 3, câu 5 thì the trend, the puppet show là danh từ số ít nên động từ live phải thêm s, động từ end phải thêm s. Trở con sửa bài và cho cô. Sửa bài đi con. Dạ, cách sửa bài rồi ạ, con làm đúng hết rồi ạ cô. I'm correct all. Ghi nhớ những cái lời cô giải thích nha. Câu hỏi có trợ động từ does, trợ động từ do thì động từ trong câu hỏi giữ nguyên. Câu trả lời nếu danh từ số ít thì động từ thêm s, danh từ số nhiều thì động từ giữ nguyên luôn. Sửa bài vào sách cho cô đi con ơi. Bạn nào chưa có sách thì tự viết lo nha, tự viết cho tập nha. Dạ bảo cơ sở 1 đâu rồi con? Chỉnh cái cam xuống con ơi, cô không thấy nè. Trí Dũng ơi, con chưa có sách phải không? Con có sách cô. Con chưa có sách giáo khoa phải không? Không có mà cô. Sao hôm trước cô thấy con nộp bài trên shop, con viết luôn cái đề vô tập không vậy? Con không có sách workbook hả? Có sách workbook không? Không có. Có không? Có. Có, sao con không làm sách workbook, con chụp hình cho sách workbook mà con đi viết cả một cái bài vô tập con dữ vậy? Cái bài trên shop là bài trên sách workbook đó con, biết không? Làm như sách thì con chụp hình sách con gửi lên luôn. Bảo Nhi có viết bài xong chưa? Sách rồi cô. Đợi mình lọc chút xíu nha, mình lọc cũng chưa có sách nữa đó nha. Con có sách rồi cô. Con có sách gì con điền cho sách nha, con điền cho sách chưa? Đang gì? Vậy là có sách hết rồi phải không? Có sách rồi làm bài rất là nhanh luôn, chỉ mở sách ra điền vào thôi. Sao? Ô lòng bạn nha, gì ta? Bạn Bảo Nhi quên sách cơ. Ô lòng mà không có không mua sách cơ. Nhưng nó là vậy. Lớp còn có Bảo Nhi là có sách nè. Con Bảo Nhi nhận. Ai nữa? Phương Thảo. Bài Phương Thảo. À, Bảo Nhi với Phương Thảo cứ hoài dặn rồi mà cũng không chịu mua. Tại có nghĩa hai bạn có đang học tạm thời. Tạm cũng phải mua nữa chứ không có sách rồi. Tới giờ này là không có sách là học chậm hơn các bạn đó con ơi. Rồi, giờ qua sách workbook nè, cô dặn bài workbook cho làm nè. Bài trong sách chưa được mất làm tới đây thôi ha. Rồi, cuối tuần chúng ta làm tiếp sách workbook nha. Sách workbook đúng rồi đó con, sách nè, W-O-R đó, workbook đó. Các con qua sách workbook cho con nha. Rồi lấy sách workbook đi, xếp sách student book lại. Trang số mấy giờ? Hey, 22. Trang số 22. Trang 22. Các con mở sách workbook trang 22, page 22. Rồi, nghe cô dặn để làm bài nè nha, để không thôi hả? Làm sai đó. Thấy màn hình share chưa? Rồi chưa? Mở sách ra trang 22 thấy chưa? Festival okay, and free time okay. Lesson 2 nè. Okay, rồi. Okay. Bài đầu tiên không? Là sách từ lại nha.
jumbo word nè, sắp xếp từ lại. Sắp cái này mà sai nên là cô không hiểu làm sao luôn á, giống như là cái bài mà trạng từ chỉ tần suất trên đây nè. Mà các bạn cũng sắp sai nên là cô không hiểu làm sao sắp sai luôn. Cái bài này nó dễ như thế nào mở tập ra? Kiếm coi nè, cái mấy cái từ nào này là fashion nè, con số 3 là fashion show rồi phải không? Mở từ vựng ra xem lại phần từ vựng và làm bài tập này cho đúng nha chưa? Yeah. Bài này cũng vậy. Bài ô chữ thì tự khoanh tròn nha. Tự khoanh tròn 6 từ. Nè, bây giờ cô tìm được 6 từ trên đây rồi, phải không? 6 từ trên đây là 6 cái hoạt động trong lễ hội này rồi. Xong rồi con kiếm 6 từ đó trong đây. Nè, con khoanh hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo những đồ miễn ra đúng cái từ đó thôi. Nè, bây giờ tao khoanh nè. Số 1 tôi tìm được food stand nè. Để tôi kiếm được từ food stand ở như này nè, thấy không? Đăng Khoa ơi, cô giảng bài cô có tập trung không mẹ Đăng Khoa? Tập trung hoặc là lên màn hình hoặc là vào sách coi. Con đang nhìn vào sách. Đó, nhìn ở đâu á? Food stand nè. Đó. Rồi, hiểu hai bài chưa? Ok. Hiểu chưa? Rồi. Tới bài C nha. Bài C cũng vậy, cũng có 6 câu thôi nè. Phải không? 6 câu nhưng mà đó, kiếm được 6 từ điền vào 6 câu mà cô nói rồi, không phải là câu 1 ghép với số 1 đâu nha. Tại người ta cho ví dụ như đó là câu 1 ta ghép với câu 1, còn những câu kia con phải đọc rồi con lựa từ con ghép vào, hiểu không? Hiểu chưa? Chứ không phải là ghép 1 là ghép 1, 2 là ghép 2 nha. Đừng có lấy 6 từ này mà điền một hơi 1. Hơi 1 1 2 3 4 5 6 ở trên cũng 1 2 4 5 6 là sai nghe chưa? Phải đọc coi. Đọc coi rồi lựa coi câu này nó đang nói về hoạt động gì, chúng ta mới ghép xuống. Hiểu chưa? Đừng có làm sai nữa nha. Yeah. Ok. Đó. Rồi, làm xong chụp hình. Chụp hình gửi lên shop cho cô nghe chưa? Cô sẽ gửi cái đề này lên shop. Còn hai bạn, bạn Nhi với bạn Thảo lên trên shop mình nhìn cái đề đó. Mà làm vô tập và chụp cái tập gửi lên, còn các bạn kia có sách thì cứ làm thẳng cho sách rồi gửi lên cho cô trên shop nha. Yes. Làm cho cộng hộn những cái điểm là cô lấy điểm thường xuyên hàng ngày cô cộng cô chia ra đó nha. Đó mình làm ẩu đi. Bài 1, bài 2 trên đây. A bài A lớn nè, gồm có A, B, C, có 3 bài nhé con. Phải gửi đủ 3 bài. A nhỏ, B nhỏ thì ráng làm cho đúng nha. Gồm phần okay. C thì rồi, phần C thì từ nào không hiểu thì lấy từ điển trên mạng đó. Hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi anh, hỏi chị đó, từ điển trên mạng đó. Mà ráng mà làm. Chỉ có một hai từ là hơi lạ lạ thôi, con ráng con tra con tự làm thử coi. Nha. Rồi được chưa? Yeah. Yes. Nhớ kỹ nha, không đi đường 1 2 3 4 5 6 trên mà xuống 1 2 3 4 5 6 này nha, phải đọc coi câu nào là lựa nha, ví dụ câu 2 có thể ghép với câu 4 nữa. Nghe chưa con? Rồi, okay. Now, any questions? If not, now, goodbye class. Goodbye teacher, see you all. Goodbye teacher. Nha, học từ vựng nha. Học lý thuyết là mình gặp cho cô. Yes. Rồi, goodbye. Goodbye.